Chào mọi người nhá, mình là vô danh cụ tổ Aeon. Mình vừa mới tạo kênh YouTube, mình chơi được khoảng nửa tháng này thôi. Mình đăng thì cũng không ai xem mấy. Có một video 50 mấy người xem, một video này là video mình làm video dài, xem mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp. Nhưng mà ủng hộ mọi người xem, mọi người ủng hộ tôi nhiều thì tôi sẽ làm tiếp, còn không thì tôi sẽ đăng video ngắn. Tôi toàn đăng ở bên TikTok thôi. Tôi toàn đăng ở bên TikTok thôi chứ tôi không hay đăng ở bên này. Bên này thì tôi gọi là bên này tôi gọi là không ai biết đến tôi cả. Thứ nhất là không ai biết đến tôi. Thứ hai là tôi vừa mới tạo kênh mà. Chỉ có tôi chỉ đánh con này tôi đánh hơn 1.000 năm trận cơ. Danh này là danh cao thủ 21 sao nhá. Cao thủ 22 hay sao, 21 22 sao nhá. Hiện tại là tôi đang top 62 Việt Nam. Top Aeon ấy. Pha này băng trụ ủng chiến quá, được chấp 1 kill. Pha này được chấp 1 kill nhưng mà chiến quá. Tiếp tôi hãy ấn cái này, mọi người xem thông cảm nhá. Máy tôi hơi lag tí. Farm đã, mày cứ phải tập trung farm đã. 1 phút đầu được 2 mạng là ngon rồi. Tập trung farm đó. Farm xong tuần này là đi lên rồng luôn. Chứ không ở dưới này. Dưới này làm cái gì? Dưới này làm gì? Đi lên rồng luôn, ăn được rồng thì ăn, còn không thì đi sang đây có na với lại có ấy này. Bổ sạc đào. Tiếp bổ nào. Đi đâu mà vội, mà vàng mà quàng phải đá mà vấp phải dây rồi na lướt vào đây. Có đoạn chấp 1 kill cân 2 là hơi đi về. Cân 2 xong đi về thôi. Không hao. Đấy, 2 phút đầu game lấy 2 và lấy 4 mạng rồi anh em. 2 quả chấp 1 kill rồi. Đánh như vậy như này, bây giờ ăn rồng nhá. Ăn rồng không tôi sẽ xuống cho ăn bùa xanh. Nhưng mà được ăn rồng tôi sẽ xuống cho ăn bùa xanh. Nếu mà tem AD xin thì tôi sẽ cho, còn không xin thì thôi. Xin rồi sẽ cho, không xin thì thôi. Xuống ăn bùa xanh mà không có thấy con lính không ăn á. Thấy con lính không ăn á, tôi đi ăn đấy. Đi thấy con lính thì không ăn, tôi đi farm quái. Đi farm quái, farm tên này xuống cho hút máu một tí. Ăn bùa đỏ. Hoàn toàn này xuống rồi đi bắt con top nó xong đi. Ôi giời, nó na vào cướp bùa anh em. Niệm giật cả mình, sợ thật đấy, không để ý. Mải quá. Chơi không để ý. Nãy qua cướp bùa nó thì giờ nó qua nó cướp lại mình, có đi có lại mà. Không trách được. Ôi. Vậy thì tôi hôm nay ngược lối cho ai, để thanh xuân anh gắn ra làm hại. Rồi bùa xanh đây rồi, bùa xanh đây rồi, ai cho ăn mà ăn. Mới level 6 thôi, bạn nói ăn bùa xanh của tôi, ăn làm sao được mà ăn. Ít nhất tôi cũng phải lên level 9, level 10 thì bạn mới có thể ăn được của tôi. Chứ bây giờ tôi mới level 6, bạn ăn thì tôi thọt thì tôi đánh kiểu gì đúng không? Thế là ảo ma Canada luôn anh em, con này chiến đấu tiếp. Thằng kia mình chưa bổ vội đâu, phải bổ trứng rồi đấy. Đến cái pha chót là bổ một cái ăn luôn. Pha lại bập mình băng luôn mình bắt mà. Cách đánh của mình thì mình băng luôn mình bắt mà. Ui giời ơi, giáo án của mình nhé. Nhiều anh em không học được theo mình đâu, không nhiều em không làm, nhiều anh em không làm được với mình đâu. Làm được thì những người mà là ảo tưởng idol. Mình có hai kênh TikTok ở bên mình có hai kênh TikTok, kênh chính kênh phụ, bên kia cũng nhiều người xem. Bên kia thì nổi lắm. Nhưng mà bên YouTube mình thì gọi là không ai biết đến cả. Thì mình gọi là mình vừa tạo đây, mong mọi người ủng hộ mình. Mình cũng vừa tạo được một thời gian thôi mà, nhưng mà mình không hay làm. Mình không hay đăng video, mình không biết gì về cái Zubi này cả. Bây giờ mình mới đăng cái lúc mà bây giờ mình mới đăng cái thời mà học làm ra anh em. Có gì anh em mà ủng hộ giúp đỡ mình ấy nhá. Đăng ký vào cho mình xin một đăng ký một chia sẻ một like nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì sao người ta lại gọi là thần đồng vô danh? Và đánh Ezo rất là ảo luôn. Tôi vô danh chưa ngán ai cả. Đi rừng cân mọi lại tướng, cân mọi lại kèo, trận này 7-2 này anh em. Đánh phải hảo hán như thế này sao giống như bọn ông to phọt phẹt này. Cụm tổ Ezo thì đánh nó khỏe khác kia đúng không? Đấy. Lên lính thôi, lên ăn lính thôi. Đợi, phải tới băng bắt mít này nhưng mà không được. Mít này chơi cũng ấy thế đấy. Bổ ra cái thôi. Xong đấy, chạy đi em. Úi dồi, và nó chạy nhanh quá. Có con đệ tử nó chạy theo cản nhưng mình không ăn được. 73. Chiến quá, băng đạn trụ bắt nó thì gãy là đúng rồi. Chắc làm sao được đúng không? Băng đạn trụ bắt nó thì gãy là đúng rồi. Không thể nào mà chắc được. Nó mới biết né chứ, cái này là danh cao thủ chứ không phải là danh vàng, danh bạc đâu mà đứng yên thôi mà bổ. Cao thủ chiến tướng thì đánh nó không dễ như mấy cái danh thấp. Đánh trên này nó căng hơn nhiều. Mà chúng ta phải tập trung đánh.
Ở bên tôi biết là ở bên TikTok này có ông ITB này, top 1 Aeon, với lại ông kia cũng làm bên bên này. Ông ITB kia cũng làm ở bên TikTok, ở bên YouTube này. Ông kia cũng nổi đấy. Nhưng mà bây giờ thì tôi mới làm ở kênh YouTube thôi, tôi không nổi, tôi không bằng ai cả. Tôi vừa mới làm thôi, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Còn bên TikTok thì tôi nổi rồi. Tôi nổi cả hai kênh luôn. Còn bên YouTube thì tôi chưa có một cái gì cả. Bây giờ mới đang học làm thôi. Rồi, khoan này đẩy trụ thôi, đẩy được đẩy luôn ấy, làm sao mà phải xoắn. FP chiến ấy. Cản lính trong về bắt được không? Ui giời, bố. Ui giời may thế, nó ấy ạ, nó choáng cái mình cái xong nó chạy. Vẫn bề được, làm sao mà bắt được tôi, bắt làm sao được. Đánh 1.000 năm trận Aeon rồi thì ông làm sao mà đúng lại tôi. Anh em cách nhận biết vô danh này, một là nhìn tên TF, vô danh TF là clan của tôi, còn vô danh là tên cả tên nick TikTok, cả tên game nhá. Có một kênh chính là kênh cụ tổ Aeon này. Còn xem trận nào mà có cục vàng Aeon ấy, không phải cục top Việt Nam hay cái cục mà top Việt Nam Aeon ấy, lại đánh 1.000 năm trận thì đấy là đích thị là tôi nhá. Còn ông mấy ông Fake nó sẽ ít hơn. Aeon tôi đánh hơn 1.000 năm trận rồi. Không sợ một người luyện mấy chục cú đấm trong vòng 1.000 lần, chỉ sợ một người luyện một cú đấm 1.000 lần. Nó lại hợp lý luôn. Tôi là cụ tổ Ezo, tôi vừa mới chơi YouTube, mong mọi người ủng hộ. Ojia. Vâng, bây giờ là 19-7. AD ơi là AD, ui giời, Na ra này, bắt luôn AD. Tốc biến nha anh em ơi, chạy làm sao được. Ôi chạy đi, chạy nhanh, chạy khi còn kịp nhá. Anh vẫn ở đây thôi, anh không đi đâu cả. Ui giời, bổ hai mà con AD nó có cái kim miễn thương thì không ấy được. Miễn thương có cái miễn khống chế kìa. Thằng này ăn làm sao được? Làm sao ăn được nó? 7-4 thôi, các anh cứ bắt em nhiều vào, bắt nhiều vào không lúc nữa lết về còn lâu mới đánh được nhá. Bắt nhiều vào. Mid tầm bôi bun 90 này cũng xanh, cũng phải kém đâu. Mid đánh cũng ngang phía đấy, hảo hán lắm luôn đấy. Không sao, fan này có tạt thần này. Thèm ăn mạng thật thần ý nhỉ. Ra farm ăn thật thần ý. Rồng thì tem tới ăn từ nãy rồi. Rồi đi ăn thật thần ý. Dạ. Vậy thì tôi hôm nay ngược lối cho ai để tìm mình. Phải sẽ ra làm năm. Hôm nay mưa rơi tâm trí rồi bởi nhớ về một người đang ăn tà thần. Ta thần ta đi đỡ linh. Có bạn nào ở đây không? Ôi a gì solo kiều vậy với tối nào? Pộp gồng lên em, đúng rồi, gồng nhiều mà em. Chạy nhanh còn kịp. A gì mình có tuổi với Aeon, kể cả có trên kèo cũng thế thôi, tùy người đánh thôi anh em. May ra những bet A gì, bet Aeon solo, may ra còn tôi ăn bạn một mạng, bạn ăn tôi một mạng. Chứ còn nếu mà kém hơn trình của Aeon thì chỉ có để tôi bắt thôi, kể cả có khỏe mấy cũng thế thôi. Nếu mà không biết đánh, không phải không biết đánh đâu, A gì được bậc S đấy, không phải dạng vừa đâu, nhưng mà làm sao mà ăn được tôi Na nhỉ? Chọc cho cái sợ ngay. Rén luôn. FP chạy đi ha, đúng rồi, chạy nhanh mà chạy đi ha. Vậy thì tôi hôm nay ngược lối cho ai một mạng rồi. Quay lại là tích tội tại tao bổ cho mày một cái luôn chứ lại đừng có nhơn. AD mà chiến nhỉ, như AD báo chiến ấy. Không chạy nhanh là cho còn cái nịt luôn này. Không chạy nhanh, không tốc biến nhanh là cho còn cái nịt luôn. Cả con Nazi nó không chạy nhanh là cho còn cái nịt luôn. Không, vẫn chạy được, không sao, mai cũng mình kết cái con pet ở cái con kia đó. Mỗi lần mà mình yếu máu nó làm nhảy ra nó càn mình thôi. Mình chết 1-2 pha về con đấy rồi. Thôi trận này có cái cho khỉ nhá. Không ăn khỉ cần mana, rất là mình level 13 rồi, mình cần gì bùa xanh nữa. Con này cần bùa xanh nhưng mà tức hiện tại. Đánh con này bây giờ mùa này yếu lắm. Con này Galena giảm sức mạnh rồi. Đánh có vẻ khỏe đâu mà tôi chỉ đánh một con anh em mà có thời gian đi vào hồ sơ rồi mà xem. Tôi đánh tổng tất cả số trận tôi là đánh hơn 2000 trận, là tôi đã chơi 1000 năm trận Aeon rồi. Chỉ đánh về Aeon, con khác tôi không chơi. Con khác có con tôi đánh 100 trận, con mỗi con tôi đánh 500 trận thôi. Tôi không đánh nhiều. Còn đâu chỉ tập trung Aeon, tôi chỉ chơi đến một con tướng thôi mà. Bật luôn nữa, đừng có nhờn với cụ, chạy nhanh hết. Nhìn AD mà ngon đấy nhỉ, AD ngon đấy nhỉ. Ăn luôn, còn những cái nịt thôi.
anh em xem fan là tới bộ áo bộ phát gần còn đúng một tí tiết kìa, chạy nhanh còn kịp. Cả đam của tôi và đam không dồn đam vào bộ chả đao, sợ luôn rén luôn. Thế lại có nhờ những cụ đánh nó phải khác nên sao giống như bọn lòng vòng phải được. Vậy thì tôi hôm nay ngược lối cho ai? Ui giời ơi, 11 phút rồi anh em ạ, trận này hơi căng nhá. Trận này hơi căng, trận này chơi gì đó 11 phút rồi này. 9-5, cố lấy thêm 3-4 mạng nữa cho tròn mười mấy mạng, nhìn cho nhìn để xong trận ra win, ra hồ sơ nhìn cho đẹp tí. Còn đánh 9 mạng thì nhìn hơi tù tù tí, tôi đi rừng lại khác, tôi đi top vậy, tôi đánh một kiểu khác. Tôi nhiều kiểu đánh lắm, nhạc nào tôi cũng nhảy được cả. Anh em thích chơi như nào tôi chơi được, những kể cả solo nhá. Xuyên các bạn, anh em cứ anh em nhiều, có nhiều anh em ở bên TikTok anh em. Hay là bây giờ xin kèo Ezo. Xin kèo bẻ của cụ tổ Ezo. Nhưng mà tôi là tôi thích gặp solo ấy, tôi thích gặp cái map 5 năm ở trên danh như này đánh cho mới kích thích được. Chứ còn cái map 1-1 thì chả nói lên được cái gì đâu. Map 1 vs 1 thì không nói lên được cái gì cả. Map 1-1 thì là một phần thôi, còn 5 năm ấy chủ yếu là do trình kỹ năng cao ấy. Người ta bảo mà liên quân thắng bại tại bảng ngạp còn gì. Liên quân sống dai thành huyền thoại. Tôi đấu ông cướp được của tôi đang ở đây. Đi vào đây cướp vào đấy. Đi vào đấy. Vào đây mà cướp này. Tôi gõ cho cái bây giờ cái này. Cướp. Choáng nhỉ. Bổ cho hết choáng luôn chứ lại không chạy nhanh ông này. Nó tốc hành nó chạy nhanh thật anh em. Nếu tốc hành ăn được anh nè. Ăn được thần rồi, ăn được tà thần rồi. Rồi, bắt đi AD bắt con kia rồi, bắt con mid rồi. Hay mà ông Kalisi KS này hảo hán này chứ. Nó cơ chiến ấy, tốc biến này, con này được cái tốc biến chạy nhanh. Chuẩn bị nhả ra thân này. Rồi nhả ra luôn. Phải nhả thôi. Nhả xong lấy trụ đánh nhanh, thắng nhanh hay không nhanh, bây giờ mình chín mạng thôi, cố lấy thêm vài mạng nữa. Bằng hảo hán nhá, vào tít trong nhà thôi. Ôi trời ơi. Tưởng win rồi, fan này tưởng win rồi, hóa ra cả team còn những cái nịt thì còn ai nữa đâu. Còn ông AD ông chạy về được. Ôi giời, 5 giao tranh 3-4 VS 5 mà có vẻ là gãy 3 người. Gãy 3 người. Ui. Có nhiều anh em chưa biết là tôi sinh năm 2003 nhá. Năm nay 19 tuổi. Được mệnh danh ở trên TikTok là cụ tổ Aeon và thần đồng Aeon, là một người chơi huyền thoại về Aeon mà anh em có thể nhiều anh em chưa biết, nhưng mà anh em mà chơi TikTok thì sẽ biết đến tôi vì lướt video nào cũng có thể gặp tôi cả. Tôi không phải nổi, tôi không nhận tôi là Indo đâu, nhưng mà còn là nhiều người ủng hộ, nhiều fan thế thôi. Fan này thủ nhà anh em ạ, tem còn đúng cái nịt thôi. Ôi tôi băng đi em, đúng rồi băng nhiều vào, băng đi khôn hồn đi, băng đi, bắt luôn đấy, cho một kill cố lấy quả cân 2 nữa cho mình một mạng, nhìn cho đẹp đẹp tí. Đúng rồi, tôi nhìn thấy buồn lắm. Vậy thì thôi, hôm nay được lôi cho ai rồi, 11 mạng rồi. Bổ lướt lên bổ mà con kia chạy nhanh, bổ chống lên cái liềm, soạn trước cái liềm tí còn bán. Soạn trước cái liềm tí bán, xuống ăn tà thần đó. Ăn tà thần không lên win luôn. Không nhây là thua đấy. Ăn tà thần đang win luôn đấy. Trận này 15 phút anh em ạ. Ảo thích chứ. Vậy thì thôi, hôm nay ngược lối cho ai, để tim anh phải được ra làm ai. Bắt luôn mid nha, bắt luôn mid nha. Tôi đố ông chạy được luôn á. Đố mấy ông chạy được luôn á. Lấy thêm cái chốc bù kiu cho nó hảo hán luôn này. Một mạng rồi này, một bổ nữa. Hai mạng này, rồi chốc bù kiu 13 mạng rồi. Đánh danh ấy, cao thủ đấy, không phải là tinh anh vàng đâu. Mấy ông bảo là danh cao khó đánh, tôi đánh con này là danh nào nó chả đánh được. Kẻ chiến tướng, tôi có lần tôi còn gánh cả chiến tướng, 4 chiến tướng một mình tôi cao thủ tôi còn gánh được cơ mà. Win luôn, không nhầy, win mà, win được, win nào, win nào. Win rồi, tạm biệt anh em nhá. Anh em cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.